Siêu thị Hải Minh xin kính chào quý khách. Sau đây siêu thị Hải Minh xin giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm máy đo bức xạ mặt trời Temat TM206. Đây là máy đo bức xạ mặt trời Temat TM206. Đi kèm với máy thì có hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng và pin. Đối với dòng máy chúng tôi đang quay thì chúng tôi lắp sẵn pin trong máy. Máy đo bức xạ mặt trời Temat TM206 có thiết kế rất là nhỏ gọn, màu đen sang trọng. Máy này thì rất là nhẹ, thuận tiện cho quá trình di chuyển. Máy thì đựng trong một cái bao rất là chắc chắn, tránh va đập và cháy sức máy khi di chuyển. Máy đo bức xạ mặt trời Temat TM206 được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như là khí tượng, nông nghiệp, các phòng thí nghiệm vật lý, đo, nghiên cứu và phân tích bức xạ mặt trời. Cấu tạo của máy bao gồm các bộ phận: bộ cảm biến silicon. Bộ cảm biến này cho kết quả đo nhanh và chính xác. Phía dưới là màn hình LCD và các phím bấm chức năng. Màn hình LCD thì hiển thị rất là rõ ràng và sắc nét các kết quả đo. Để sử dụng máy, quý khách hãy bật nguồn. Khi bật nguồn, máy sẽ tự động đo bức xạ mặt trời. Để lưu giữ một giá trị đo nào đó, quý khách nhấn phím DH. Phím này có chức năng đọc số liệu min max. Phím này có chức năng là lựa chọn đơn vị đo. Máy đo bức xạ mặt trời Temat TM206 được siêu thị Hải Minh nhập khẩu chính hãng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi giao hàng toàn quốc và dòng máy này thì sẽ được bảo hành 12 tháng. Ngoài ra, tại siêu thị Hải Minh có cung cấp rất nhiều mẫu thiết bị đo bức xạ mặt trời như là Kimo, PCE. Quý khách hãy truy cập ngay website siêu thị điện máy chính hãng.vn và siêu thị Hải Minh.vn để tham khảo thêm. Để được tư vấn và hỗ trợ về dòng sản phẩm này, quý khách hãy gọi ngay cho chúng tôi theo hotline 04-3221-6365, 08-3510-2786 để được tư vấn và mua sản phẩm với giá ưu đãi.